Xin chào các bạn. Chúng ta quay trở lại bản tin ngày 8 tháng 4 năm 2024 Hôm nay VNi kết phiên tiếp tục là một phiên giảm đỏ khi VNi điều chỉnh 4,76 điểm và đóng cửa tại 1250,35. Phía V30 giảm 3,06 điểm, đóng tại 1254,72. Có 355 mã giảm đỏ, 81 mã tham chiếu và 112 mã xanh. Còn phía V30 17 mã giảm đỏ, 9 mã xanh, 4 mã tham chiếu như vậy độ rộng thị trường nay phần lớn và chủ đạo vẫn đang nghiêng về chiều bán khi mà số mã đỏ thì áp đảo và có phần lấn át so với lại cái số mã xanh nhìn chung thì các cái mã mà đã tăng mạnh trong đoạn vừa qua ví dụ như là các nhóm hộ Viettel có một mức giảm mà thậm chí giảm sàn VGI giảm tận 11,7% CR giảm sấp xỉ 4% cuối phiên hoặc một số các cổ phiếu khác ở trong cái thời gian vừa qua tăng mạnh như cái cổ phiếu lát chẳng hạn những giảm hơn 7 phần trăm một số cổ phiếu khác cũng có mức giảm 4 đến 5 phần trăm như các cổ phiếu như là BVS hoặc là BSI 5,7 và 5,3 phần trăm vân vân thì quan sát chúng ta thấy là các cái mã tăng nóng và các cái mã chạy mạnh trong đoạn qua thì đều xuất hiện các cái nhịp rũ và nhịp điều chỉnh khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay còn những cái nhóm cổ phiếu khác như nhóm banh thì bắt đầu về các vùng hỗ trợ và đang cân bằng trở lại sau một các nhịp điều chỉnh hoặc là các cổ phiếu nhóm mới tăng nhóm bất động sản thì vẫn đang giữ nền khá là tích cực vẫn đang giữ nền tốt ở trong đoạn này bản tin nhận định của team trong buổi sáng hôm nay gửi đến cho quý hàng và anh chị như sau về mặt kỹ thuật với việc để xuyên thủng mà 20 quanh ngưỡng 1268 thì Vinny đã chấm dứt nhịp tăng trước đó chuyển sang đoạn điều chỉnh tích lũy quanh vùng 201X, ngắn hạn dự kiến Vinny có nhiều hồi phục trở lại quanh 126x Giai đoạn này một số cổ phiếu mới tăng như nhóm bất động sản nhóm P hoặc các cổ phiếu đơn lẻ chưa tăng dự kiến vẫn tiếp tục tích cực. Với nhóm cổ phiếu này anh chị có thể lướt ngắn cho nhiều hồi tiêu cộng với tỷ trọng vừa phải. Các nhóm cổ phiếu khác thì đợi đi cân bằng mới tham gia. Đây là các bản tin nhận định của team uh, gửi cho khách hàng trong phiên ngày hôm nay. Thì vẫn là luôn luôn duy trì cái quan điểm là VN trong giai đoạn này thì nó đã chấm dứt cái nhịp tăng và nó bước sang giai đoạn gì điều chỉnh sau tích lũy. Đấy, và chủ đạo của chúng ta là gì cái nhịp điều chỉnh là chính thôi cái bản tin nhận định là luôn luôn là kể cả các phiên trước hoặc trong cái thời gian vừa rồi thì cái chiến thuật hoặc khuyến cáo cho chúng ta trong thời gian này thì đều vẫn nói và cũng view cái duy trì quan điểm này trong suốt thời gian vừa qua các phiên vừa qua nên là khỏe đoạn này thì VD sẽ tích lũy lại ở vùng 1200 đích thế là khỏe còn yếu thì nó sẽ bước vào giai đoạn gì điều chỉnh tích lũy tiếp nên là trong cái thời gian mà uh, kể từ đầu tháng tư mùng 4 tháng 4 trở về trước thì chúng ta đã có hoạt động khuyến cáo của chúng ta là gì uh, chúng ta bán vẫn danh mục bán bán clear gần như vãn danh mục chỉ còn một số ít nắm giữ trung hạn thì chúng ta bán 1 phần 2 còn giữ 1 phần 2 các điểm mua tốt lãi khoảng 2-30% thì chúng ta giữ 1 phần 2 thôi đây ví dụ các mã CTS thứ này chẳng hạn VCI thì cái điểm mua rất là thấp thì chúng ta nắm giữ 1 2 còn lại hầu như các mã khác là chúng ta thì clear vãn rồi không còn nhiều thì hôm nay thì một số các cái nhóm vẫn giữ nền tốt hoặc về vùng hỗ trợ thì có còn lại một chút thôi chứ cũng uh, mua không đáng kể và chúng ta đợi về đi cân bằng thì chúng ta mới tham gia nên là các bạn tin từ ngày 5 tháng 4 trở về trước thì cũng nhấn mạnh là VNI đoạn này thì đã, đã kết thúc cái nhịp tăng và bước vào thì các cái giai đoạn điều chỉnh, tích lũy Và uh, khuyến cáo chúng ta luôn luôn là gì cứ hồi là trong các cái nhịp hồi thì chúng ta thì mang clear các mã đã bị phạm uh, ở trong suốt thời gian vừa rồi Ok, bởi vì ngay từ cái thời điểm 4 tháng 4 thì tin đã cập nhật các cái rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải ở trong giai đoạn này Và đưa ra cái chiến thuật cho chúng ta là gì để chuyển từ tấn công sang phòng thủ và chúng ta tiến hành bán thu gọi danh mục T cộng ở các nhịp hồi đó nhịp hồi có thể là nhịp hồi theo phiên hoặc là các nhịp hồi trong phiên thì đều là các cái nhịp hồi có giá tốt thì chúng ta thì clear và đến hôm nay thì sau cái những cái phiên kể từ ngày 4 tháng 4 đến ngày hôm nay là ngày mùng 8 thì đã có hai ba phiên trịch liên tiếp trong cái thời gian vừa rồi và chúng ta đi đến với lại cái VNI sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy là VNI hôm nay nhìn chung cái độ rộng thì vẫn là bao trùm sắc đỏ và các mã giảm điểm khá là nhiều Đấy, khi có tới 355 trên 132 mã xanh còn điểm số các mã ảnh hưởng đến VNI trong phiên ngày nay thì có một số các mã nhóm banh tác động đến chiều tăng của điểm số như, BID, hd CDG, HD Bank, Techcombank vân vân. Còn ở chiều giảm có VRA, GAT, Vinamilk, mà cái G, vân vân. Một số cổ phiếu đóng góp cho chiều giảm của VNI. Còn phía nhà đầu tư nước ngoài phiên này thì chưa có số liệu thống kê của khối tự doanh nhưng mà khối nước ngoài hôm nay là bán rộng nhẹ 154 tỷ và các cái phiên uh, tuần trước hai ba tuần trước thì bán dòng rất là mạnh như tuần này bắt đầu có hiện tượng là gì Để chứng lại các cái đà bán dòng và mua dòng hai phiên là phiên mồng 4 và phiên mồng 5 thì hôm nay thì bán dòng nhẹ cái khối tự doanh thì trong các hoạt động gần đây khối tự doanh lại ngược lại tức là tuần trước là hoạt động mua dòng của khối tự doanh nhưng mua dòng không đáng kể Và tuần này có hai phiên mồng 4 và mồng 5 thì là khối tự doanh mua dòng khá là mạnh hôm nay thì chưa số liệu chốc chúng, uh, chúng ta xem cái uh, thời uh, tổng khoảng độ tối thì sẽ ra cái số liệu của tự doanh thì chúng tôi thấy là hai cái phiên trước là cái phiên mua dòng của khối tự doanh và khối tự doanh để tập trung mua mạnh cái cổ phiếu gì nhóm nhóm banh thì chúng ta thấy là ở đây cái hôm nay là cái giá trị mua mua dòng của phiên ngày hôm trước ngày mùng 5 tháng 4 thì tập trung rất nhiều vào cái cổ phiếu như MB hoặc Techcombank thì giá trị mua dòng khá mạnh hoặc một số cổ phiếu khác đây như SI mua dòng HPG, HG những cổ phiếu này tự doanh mua dòng khá là nhiều trong cái phiên hôm trước họ, đấy thì chúng ta thấy là banh hôm nay bắt đầu cân bằng và hỗ trợ chạm với vùng hỗ trợ còn về mặt phân tích kỹ thuật của VNI sau phiên ngày hôm nay thì hôm nay thì đóng cửa tiếp tục là một phiên giảm đỏ và đã là phiên thứ tư giảm liên tiếp uh, giảm liên tiếp tính từ cái phiên ngày 3 tháng 4 ngày ba tháng 4 đây thì uh, những cái phiên này thì thậm chí là từ uh, đầu tháng ngày 28 hoặc thậm chí được trước đó ngày 28 29 tháng 3 thì team nó có đáng khuyến cáo chúng ta là uh, bán chiều gia tăng đấy và đến nay thì nó trải qua nếu tính từ cái phiên này mà ba tư trải qua bốn phiên giảm liên tiếp và đang tiệm cận các vùng hỗ trợ thì hỗ trợ thứ nhất là chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ đầu tiên đó là cái vùng đáy ở đây là 1240 gọi 1238 gọi 1240 chính là cái đáy cũ này thì VDI cũng đã gì đã tiệm cận về cái đáy cũ này nên là trong các phiên tới nếu có điều chỉnh tiếp thì ở uh, chúng đây cái giải ben ở đây là đang cong lên ben dưới đang cong lên nếu có điều chỉnh tiếp ở trong phiên ngày mai thì nó cũng sẽ được đỡ vào cái giải ben này và dự kiến là nó cũng sẽ tiếp về đây thì nó cũng sẽ tiếp tục có một cái nhịp hồi ít nhất là một nhịp hồi lên như này lên thì cái vùng kháng cự chúng ta trong trường hợp có hồi nế thì cái vùng 1.260 x chính là 1268 là 20 đây lại là cái vùng kháng cự chúng ta lên là đối với đại anh chị còn kẹt hàng đúng không thì chúng ta canh nhịp hồi lại thì khi bên đi hồi lên vùng 1268 chẳng hạn thì cân bằng ở vùng đó thì chúng ta có thể là à, chúng ta tỉa cái danh mục hàng của chúng ta đấy hoặc là ai còn kẹt thì chúng ta tranh thủ chúng ta thì bán các cái danh mục tây cộng khi mà bên đi hồi đến đó thì đó là cái chiến thuật trong ta trong giải này. Còn nếu mà cái trường mà tích cực cái trường này thì đòi hỏi phải cái dòng tiền khá là khỏe, nó vượt luôn 1268. Tôi đây là ngưỡng kháng cự 1268 nó tương đối với chỗ này. hay hỏi là hồi nó vượt luôn đây, thì nó sẽ tiếp tục quay trong cái mô hình này trong thời gian. thì đây là cái kịch bản này gì ở tích cực trước khi có một nhịp tăng tiếp theo về về chung và dài hạn thì cái kịch bản này nó xảy ra thì chúng ta nếu ai bắt ở trong các thời điểm mà nó về cái vùng hỗ trợ này đúng không chủ kênh hoặc là mai nó nhúng tí nữa chẳng hạn về cái vùng 1140 đây chính là vùng hỗ trợ khá là tốt bên dưới thì đang ngóc lên và cái cái cũng là cái hỗ trợ đáy cũ này qua hai lần test lần này test nữa lần thứ ba và xuống đây nếu mà theo kịch bản này thì cái điểm này là cái điểm bắt khá là tốt khi các bạn bắt vào ở thời điểm này một số các cái mã thuộc các nhóm mà đã cân bằng trong thời gian này nếu mà đi theo kịch bản này thì dự phóng nó sẽ là cũng có một lần test quay trở lại tức là nó về cái vùng 1240 đây à, nó có hồi lên như này sau quay trở lại test cái đáy hay như này sau đó tiếp tục là thì, uh, bò lên như này thì đây là cái kịch bản mà uh, kịch bản uh, khá là tích cực ở trong dạy hiện nay thì các bạn có thể có hai cái điểm mua một cái điểm mua thứ nhất là cái điểm mua này đấy lần test đầu tiên và cái điểm mua thứ hai là lần test lại một lần nữa thì dự phóng là khi hồi lên vùng 1260 đây nó sẽ có một cái lần test nữa cái test đáy hai ở vùng này xong nó tiếp tục cũng đi lên đây chúng ta thấy chỗ này cũng thế này ở à, đây là điều chỉnh với đây này. hồi lên test lại một lần nữa sau tiếp tục nó gì nó hồi lên tiếp đấy thì cái dự phóng cái lần này thì có điểm 1 và điểm 2 nó dạng như này đây là đi theo cái kịch bản này còn cái kịch bản tiêu cực thì kịch bản tiêu cực tiêu cực thì nó thủng luôn ngưỡng ngoài 240 này thì chắc chắn là nó sẽ phải tìm về cái, cái vùng mà nó sâu hơn vòng quanh 1.200 chẳng hạn đấy, 1200 1193 đây có mà 20 thì nó tìm về cái vùng dưới này thì tuy nhiên thì chúng ta cùng theo dõi thêm ở trong các cái tuần tới để chúng ta xem mới phản ứng tâm lý của nhà tư tại vùng này như nào còn về cơ bản hôm nay là một phiên điều chỉnh nhưng mà cái khối lượng đây là ba phiên này bắt đầu có xuống hướng là giảm dần đây, khối lượng giảm dần nên là cái áp lực bán nó một phần nào nó đã giảm đi và nó chỉ còn cao ở các cái cổ phiếu mà đã tăng nóng thời gian vừa qua nó chưa chỉnh thì đến phiên này thì, hoặc là phiên trước thì bắt đầu có khoảng một hai ba phiên chỉnh thôi chứ còn uh, so về mặt bằng chung VNI VNI thì hiện tại là như này là cái khối lượng bán này có thể nó giảm dần nếu phiên mai tiếp tục giảm nhưng mà khối lượng nó thấp đi thì cái điều đó là cái điều tốt nó báo hiệu chúng ta là sẽ có các nhịp hồi trở lại nên chúng ta chú ý, chú ý cho uh, cái trăm vùng 1240 cộng trừ là các vùng mà có thể 1240 cộng một chút là các vùng mà chúng ta có thể là xem xét cho một cái nhịp hồi tích cộng ở trong thế này còn về các chỉ báo kỹ thuật khác thì chúng ta thấy là uh, nó vẫn chưa có đáy đây MACD thì nó có, cái đỉnh hai đây là đỉnh một này chúng ta thấy là đây là cái đỉnh một này Đấy, và đây là cái đỉnh hai đỉnh hai nó tạo sự phân kỳ rồi Đấy, giá thì cái đỉnh cao hơn nhưng mà nếu tiếp tục điều chỉnh xuống cái ngưỡng 1240 thì nó vừa là cái vùng đỡ của Ben và vừa là cái vùng đỡ của mây ở đây cái chỗ này mây cũng khá là to và dày và và đồng thời nó là chính là cái vùng đáy cũ này nên khả năng cái sự hồi phục lại ở trong tây cộng thì nó rất là cao nên là mình khuyến cáo chúng ta này thì chúng ta canh uh, nốt uh, hôm nay có khuyến cáo chúng ta là uh, chúng ta canh nốt đối với các mã mà nó vẫn đang tích lũy tốt thì chúng ta có thể là chúng ta thì uh, tham gia một phần uh, các cái cổ phiếu như cổ phiếu banh hoặc là một số cổ phiếu bất động sản DGPR và chúng ta lướt ngắn ở các cái nền hỗ trợ. Đấy trong phiên ngày nay cũng có uh, khuyến cáo ông ta một vài các cổ phiếu như vậy thôi, còn lại phần đa phần là chúng ta sẽ phải chờ xem VNI như thế nào thì chúng ta mới có quyết định tiếp theo cho các vùng mới. À, tiếp theo, đây là cái khuyến cáo chúng ta và à, chúng ta có cái điểm mắt đối với nhóm banh ví dụ Techcombank CDG MB hoặc là một số cổ phiếu mà à, thuộc nhóm bất động sản DGPR. Đấy thì chúng ta thì có thể là chúng ta có tiền mặt chúng ta có thể nhập vào một phần và chúng ta lướt ngắn các cổ phiếu này à, sau khi nó chạm về vùng hỗ trợ trong ngày hôm nay. Ok. Còn về tuần về trung hạn của VNI, VNI thì hiện tại thì chúng ta vẫn vẫn chưa Ờ, có đỉnh hai đây này nếu MACD chúng ta thấy là chỗ này đỉnh một này chỗ này đỉnh hai nếu mà trong giờ mà có gãy như này thì khả năng cao nó có một nhịp vòng nên sao tiếp tục điều chỉnh tiếp thì chúng ta về tuần thì chúng ta thấy là vẫn có một cái nhịp là gì à, ờ, hai đỉnh nhỏ đây nó giống trường hợp chỗ này chỗ này có hai đỉnh nhỏ đây chỗ này có đỉnh một này chỗ này có đỉnh hai nên trong trường hợp có điều chỉnh tiếp thì nó cũng sẽ có một cái nhịp kéo ngược trở lại tức là mua nhịp hồi trở lại tính về mặt trung hạn thì sau đó nó điều chỉnh nó điều chỉnh thì đây là cái kịch bản gọi là đỉnh trung hạn nó là kịch bản tiêu cực nhìn nhưng nhìn chung thì về dài hạn thì chúng ta thấy là nó vẫn đang trong một nhịp tăng về dài hạn thì cái nhịp này thì đánh giá thì nó chỉ là các cái nhịp mà điều chỉnh mang tính chất là về ngắn hạn thôi tức là có thể nó sẽ mất khoảng một vài tuần hai đến ba tuần điều chỉnh ngắn hạn thì đây là chắc tháng ở đây là cái chắc tháng thì chúng ta thấy là giá đang chạm với giải bên trên ở quanh 1295 đang chạm giải bên trên nhưng mà tuy nhiên những cái đường mà cái thứ về ngắn hạn về tháng đang có hỗ trợ rất mạnh quanh 1220 Đấy, về tháng thì vẫn đang hướng lên nên trong trường hợp mà có điều chỉnh điều chỉnh khoảng một vài tuần thì nó vẫn là các cái nhịp điều chỉnh về mặt về mặt ngắn hạn có thể nó điều chỉnh được 1220 nhưng về đây về dài hạn về tháng thì chúng ta thấy cái chen này vẫn là gì nó đã bứt thoát trên giảm và hướng đến cái vùng tăng giá về dài hạn, bởi vì Ben, các cái, cái Ben bóp ở, ở tháng này nó đang bóp vào rất là chặt như vậy nó đang tháng này là tháng thứ hai tích lũy, nếu tiếp tục tháng này tích lũy thì có thể sang tháng thứ ba, sang tháng thứ tư thì nó đủ với thời gian tích lũy và nó lại tiếp tục cái nhịp tăng của nó về mặt dài hạn. Nên là đối với các anh chị mà có vị thế mua tốt, đấy, có các vị thế tốt thì chúng ta hoàn toàn, chúng ta vẫn nắm giữ được như các cái danh mục của Tim khuyến nghị và khuyến cáo trong thời gian qua. Đối với các cái danh mục như vậy chúng ta hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể nắm giữ được các cổ phiếu. Uh, khi các cổ phiếu này có điểm mua tốt hoặc là uh, các danh mục nắm giữ trung hạn thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ được còn các danh mục mà ngắn hạn thì các cổ phiếu nào uh, mà vi phạm chẳng hạn hoặc mà gãy chen hoặc là thì chúng ta đợi các điểm hồi để chúng ta nhìn cơ cấu chúng ta loại bỏ chúng ta tập trung sang các cổ phiếu khỏe mà chúng ta nắm giữ lâu dài ở trong thế này thì đó là cái chiến thuật cũng như cái khuyến cáo cho các bạn uh, trong thời này để cho các bạn có một cái kết quả đầu tư tốt nhất nếu các bạn chưa biết phương hướng cũng như định hướng cho mình hoặc là mua bán các cổ phiếu nào thì các bạn trong cái phần link mô tả của mỗi video mình đều có cái link vào các zoom cộng đồng của mình thì các bạn có thể kích vào bất kỳ một cái video nào thì các bạn đều thấy là, đây là cái phần link để ở để dưới phần mô tả dưới đây mô tả đều có phần link và zoom ở đây là cái link cộng đồng thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập cái link này cũng như là các bạn có thể là ở ừ, truy cập uh, theo cái số có thể liên hệ mình theo số zalo cho mình đây để vào zoom khách hàng zoom vip được tư vấn trải nghiệm cũng như là được uh, khuyến cáo các mã nó sát hơn sát điểm mua và nó kịp thời hơn đấy điểm nào là điểm bắt điểm nào là điểm ra các bạn là nó kịp thời hơn và ý, so với lại uh, zoom ở ngoài cộng đồng cộng đồng mình sẽ thường mình chậm hơn rất là nhiều à, ok đó là cái bản tin cũng như phân tích cho các bạn à, sau phiên ngày hôm nay về mặt uh, kỹ thuật đấy về mặt kỹ thuật và về mặt uh, các cái mã ngành cũng như là về chung dài hạn của VNI trong dài hiện nay thì chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai đó là phân tích các nhóm cổ phiếu nhóm ngành sau cái phiên ngày hôm nay thì đầu tiên thì chúng ta lướt qua các cái nhóm ngành đầu tiên là nhóm ngành chứng khoán chứng khoán là một cái nhóm ngành mà gì ở thời gian vừa qua là có cái biến động sớm nhất cần những sớm nhất nhóm này thì chúng ta này đối với các cổ phiếu như VCI hoặc một số cổ phiếu chứng khoán to thì chúng ta có các điểm là gì điểm hạ 1 phần hai cổ phiếu này trong cái thời gian vừa qua bởi vì cái nhóm cổ phiếu này thì chúng ta xác định chúng ta cầm về trung hạn mà các cái điểm mua rất là tốt, ví dụ điểm mua dưới này đối với VCI thì từ cái vùng khoảng là 44 45 là cái điểm mà rất là thấp hoặc cái điểm dưới này quanh 42 là những cái điểm mà rất là thấp thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là uh, chúng ta cầm về mặt trung hạn. Ok, chứ còn ngắn hạn thì đương nhiên cổ phiếu này ngắn hạn nó đã tạo đỉnh về mặt ngắn hạn rồi nên là có hồi lên chắc nữa thì nó cũng phải tích lũy một thời gian khá là mạnh nữa thì một thời gian khá là lâu nữa thì nó mới có một cái chen tiếp theo và hiện tại thì như VCI đang được đỡ quanh như giá 49 đây là cái vùng giá mà đang bên dưới đang ngóc lên nên chạm vào đây nếu ngày mai mà nó hồi lên từ đây thì ok còn nó không hồi được nó mà, mà thì thủng cái đấy tức là vùng hiện tại thì nó có xuống rồi nó mở cái ben đi xuống và nó sẽ còn điều chỉnh tiếp ở, ở trong thời gian tới nên đó là các nhóm chứng khoán nên nhóm này trong ngắn hạn thì chưa có điểm mua các bạn nhé chưa có điểm mua thì chúng ta phải đợi hiện tại 49 thì chúng ta theo dõi phiên ngày mai nếu mà giữ được cái ngưỡng 49 thì nó sẽ có một cái nhịp hồi phục trở lại uh, trong thời gian tới như VCI thì hồi phục trở lại thì dự kiến thì nó cũng chỉ hồi phục lại thì quanh cái ngưỡng mà uh, 20 ở đây là khoảng độ 52 51 cộng 52 là cái ngưỡng mà 20 nó xuyên thục thì bây giờ nó quay trở lại thì ngưỡng đó trở lại ngưỡng kháng cự còn trong hợp mà tích cực mà nó vượt được cái ngưỡng uh, 52 thì khả năng cao nó lại chui lại cái kênh này các bạn này. đây khả năng cao nó lại chui lại cái kênh này, này như này nó sideways như này trước khi có nhịp tăng tiếp theo thời gian sau nhưng về cơ bản là cái điểm ngắn hạn này chúng ta chưa có thì chúng ta phải đợi thôi HCM tương tự thủng 20 thì hỗ trợ HCM quanh 27 đến 27.2 đấy thì hiện tại bây giờ thì HCM có rất nhiều các đoạn rồi chọn vừa qua là cái cổ phiếu này phân kỳ rất là nhiều đây 123 đoạn phân kỳ này và đây, phân kỳ đấy, phân kỳ rất là nhiều phân kỳ này phân kỳ phân kỳ rất nhiều nhưng mà hiện tại thì cũng là, là sát cái đáy cũ và hai cũng sát cái vùng hỗ trợ của mây nên trong trường có giảm tiếp thì cái vùng 27 là cái vùng đỡ giá khá là tốt đối với cổ phiếu này trong thời gian tới thì các bạn có thì các bạn theo dõi các cổ phiếu khác trong đoạn vừa qua chạy khá mà, mà mạnh như là FTS đấy những cái cổ phiếu này thì sau một thời gian chạy mạnh thì liên tiếp các phiên bị bán mạnh trong thời gian gần đây và rõ ràng cái vùng mà cái vùng 65 70 này là cái vùng mà cũng tạo ra phẩm sự phân kỳ khá là rõ cổ phiếu này nên là những cái cổ phiếu này thì trong ngắn hạn thì chúng ta cũng muốn mua thì chúng ta phải đợi điểm tạo đáy hoặc điểm cân bằng đã. đấy BVS trong cái phiên trước thì cũng có cái phiên kéo dưới và tiếp tục bị rũ ngược lại trở quay trở lại cái nền cũ hỗ trợ nền cũ quanh vùng 33 các bạn nhé 33 hoặc là 33.5 là cái vùng hỗ trợ đối với BVS BSI cũng tương tự như vậy BDI thì hôm nay là phiên đầu tiên chúng ta thấy là FTS thì có khoảng 2-3 phiên rũ rồi nhưng mà BSI mới có phiên đầu tiên rũ này dự phóng có thể trong các phiên tới này nó sẽ tiếp tục vào âm hưởng rũ tiếp và nó đợi các điểm cân bằng mới đối với cổ phiếu này mất mà 20 mất mà 20 thì cái điểm hỗ trợ trong phiên ngày mai đối với lại BSI là quanh vùng 57 đây 57 cái giải ben nó đang hướng lên đồng thời nó cũng là cái đáy cũ này nếu về đó nó cân bằng thì nó sẽ có cái nhiệm hồi trở lại quanh vùng 61 các bạn nhé 60 61 nên là đối với ai đang cầm ở trong phiên ngày mai mà rũ về vùng hỗ trợ để các bạn theo dõi thêm ở vùng 57 ở trong đó nó kéo lên được luôn thì là ok còn không kéo được thì sát trong vùng hỗ trợ thì các bạn theo dõi tiếp để quan sát xem nó có hồi lại hay không ok chưa rồi tiếp theo chúng ta đến với cổ phiếu nhóm ngành khác CT, CTS nhóm ngành chứng khoán xem nào thêm một số con nữa đây à, tương tự như vậy thì cái cổ phiếu là cổ phiếu BNI vừa nãy thì nó cũng hao hao cổ phiếu CTS CTS thì hôm qua là một phiên rũ mà nó chạm giải bên dưới và hôm nay thì có tín hiệu hồi trở lại như vậy là trong cái phiên ngày mai thì các bạn theo dõi nốt các cái cổ phiếu này ví dụ CTS này mà vẫn giữ được cái vùng 35 chấm đây là 35.8 gọi là ngưỡng 76 đi tức là cái ngưỡng này đang là cái ngưỡng ben và đồng thời là cái đáy cũ này. nó giữ được thì nó còn có khả năng nó sẽ tiếp tục bị uh, sideways lên một vài phiên sau nó hồi lại được như này thì ok còn trong trường hợp mà xuyên thủ cái đáy này để chúng ta nếu mà ai còn tỷ trọng cao chẳng hạn hoặc là các cái vị thế trong ngắn hạn thì các bạn cũng phải quản trị rủi ro trong trường hợp nó xảy ra cái kịch bản xấu như vậy chúng ta cũng phải giảm thứ trọng ok rồi nó chuyển sang các cái cổ phiếu khác như các nhóm cổ phiếu bất động sản sau khi ngày nay bất động sản thì đang tính nghĩ cái vùng như DG này đang tính nghĩ ở cái vùng 32 cũng khá là ok đấy 32 vùng 31 cộng này cũng khá là ok hiện tại cái von bán này đối với cổ phiếu này nó cũng không có sau khi một cái nhịp bùn đánh lên uh, bùn đánh lên ở đây là cái ngày 15 và ngày 18 tháng 3 hai có hai phiên đánh lên rất là mạnh và hiện tại thì đang xây lên tích lũy nền quanh ngưỡng khoảng 31 cộng 32 đối với cổ phiếu này thì bây giờ thì nó cũng chưa uh, có cái tín hiệu đỉnh hai nên dự kiến là nếu có điều chỉnh tiếp thì nó cũng sẽ có cái nhịp hồi trở lại ví dụ ở trong công phiên tới mà điều chỉnh tiếp như này thì dự kiến nó có một cái nhiều hồi trở lại như này các bạn nhé đấy thì các bạn có thể là gì nếu điều chỉnh tiếp thì các bạn thì bắt tiếp đối với cổ phiếu này thì bởi vì nó chưa có đỉnh hai nên là chúng ta vẫn còn có một, một cái nhịp mà nó giật lên pr cũng tương tự như vậy cũng đang tạo ra cái nền quanh 31 cộng khối lượng bán ở đây cũng không có và hôm nay là cái phiên mà điều chỉnh như khối lượng này, điều chỉnh nhẹ khối lượng cũng rất là thấp nên là đối với các cái cổ phiếu mà dạng như này thì hoàn toàn là chúng ta có thể là chúng ta canh chúng ta bắt ở các thời điểm rung lắc để cho một cái nhịp hồi lên Đấy. về Kijun uh, như cổ phiếu PR hỗ trợ rất mạnh quanh 30.3 hiện tại thì giá đang là 31.85 nếu mà có rung lắc mạnh thì khả năng mới về đó thôi nhưng mà hiện tại thì đối với giá này thì quanh vùng 30 cộng hoặc 31 thì chúng ta có thể xem xét nếu mà rung nắp cổ phiếu test về đó đây đồng thời là hai 20 và cái chỗ này có cái gáp nhỏ các bạn này bứt thoát có cái gáp nhỏ mà test lại nó hồi lên thì đây là cái điểm mà các bạn có thể lấy vị thế được ok đó là một số cổ phiếu nhóm bất động sản nhưng mà có DPG hôm nay chạy cũng khá là mạnh cổ phiếu này không còn điểm mua nữa thì các bạn chỉ canh kéo các bạn chốt thôi Novaland tương tự Novaland sau phiên ngày hôm qua một phiên bùng uh, nổ hôm nay phiên test lại như này của khối lượng nó cũng tương đương như vậy là các bạn vẫn có thể nắm giữ được cổ phiếu này và hỗ trợ trong một phiên ngày mai có test tiếp thì cái vùng hỗ trợ cổ phiếu này quanh ngưỡng của 17.8 thì cũng hỗ trợ cũng khá là tốt thì chúng ta lưu ý à, các cổ phiếu khác HDC thì hơi kém rồi HDC thì thủng cả nền rồi DPG vừa phân tích chúng ta có Lam Từ Liêm, Lam Từ Liêm được không có điểm vào nữa. Cổ phiếu này là cổ phiếu gần như đoạn này chạy mạnh mạnh nhất trong nhóm bất động sản như hiện tại thì với cái chen mà dưới như này thì chạy như gần như chạy nước rút như này thì nó không có điểm vào trong ta thì chúng ta có chúng ta có canh chốt thôi. Ok, đó là một số các cổ phiếu liên quan đến nhóm bất động sản thì các cổ phiếu khác nhóm banh MBB, MB định chạm một hỗ trợ này. Sau một quá trình điều chỉnh những cái cổ phiếu mà đã trải qua một loạt cái quá trình điều chỉnh 246 phiên như này thì hiện tại cái điểm này nó đang là bắt đầu có hiện tượng cân bằng lại đấy là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là tự doanh là mua dòng mấy phiên này đúng không chúng ta thấy là hai ba phiên này tự do tự doanh có xu hướng gom vào các cổ phiếu nhóm banh như MB hoặc là Techcombank hoặc là ACB CTG đấy là các cổ phiếu mà tự doanh mua vào nên là nếu cổ phiếu này cân bằng được thì có nhịp dưới nha dự phóng nó có nhịp dưới giống nhịp trước à điều chỉnh này nó về đây cân bằng dưới lên đây nó lại quay lại test đây hai như này và nó sẽ có một cái nhịp tăng ở sau đó thì đối với cổ phiếu như cổ phiếu Long Bay dự phóng là như vậy nên là có rung lắc điều chỉnh tiếp thì chúng ta thấy là cái vùng này cái bên dưới nó cũng đang hướng lên nó đang đỡ giá khá là ok đấy là trong ngắn hạn thì nó tạm thời nó là như vậy còn dài hạn hoặc là trung hạn thì nó chúng ta vẫn phải đợi cái điểm mà cổ phiếu nó siết nền nó tạo tạo ra các nền mới tích lũy mới thì chúng ta mới có điểm mua về mặt để chung là dài hạn thì tạm thời ngắn hạn thì mấy cổ phiếu này thì nó dạng như vậy các bạn nhé uh, MB tương tự đây kéo này uh, điều chỉnh điều chỉnh và cái vùng này cũng chính là những cái vùng hỗ trợ đáy cũ và hỗ trợ của kênh nên là trong trường hợp dự phóng mà nó nó kéo lên từ cái điểm này thì ok thì đó là cái điểm bắt rất là tốt cho ông ta ở trong các thời điểm này đó thì dự phóng là cũng có một cái nhịp thì t cộng trở lại thì tk ngày hôm nay nó có một nhịp kéo đối với cổ phiếu cdg nhưng mà nó chưa vượt qua được cái vùng 34.5, bốn năm nếu mà cổ phiếu này vượt trở lại vùng 34 bốn thì nó tiếp tục quy trên đằng của nó ở trong thời gian này nên chúng ta thấy là những chăn ngắn hạn hơn đây thì nó chưa có tạo ra phân kỳ dương ở cái vùng này nhưng mà tuy nhiên là dòng tiền nó bắt đầu có quan tâm đến cổ phiếu nhóm này rồi nên là cái điểm này đối với các cổ phiếu nhóm banh nếu có điều chỉnh nữa thì điều chỉnh không đáng kể ở trong thời gian tới các bạn nhé các bạn tránh xa các cổ phiếu đã tăng nóng vì họ việt tăng tăng nóng trong vừa qua bây giờ chúng ta nhảy vào sớm thì chúng ta sẽ rủi ro còn các cổ phiếu nó trải qua 6 phiên điều chỉnh như cổ phiếu nhóm banh này chẳng hạn thì hoàn toàn các bạn có thể là các bạn ngắm được ngắm dần được đấy Techcombank tương tự sau khi một phiên mà uh, mở gáp đóng trần uh, quanh vùng giá 48.1 thì hiện tại đã điều chỉnh về vùng 44 45 45 cộng và đang uh, tạm thời cân bằng ở vùng 45 này thì vùng 45 đang đỡ giá cũng khá là tốt đối với cổ phiếu này nên là chúng ta hoàn toàn thế, kỳ vọng nó sẽ có một cái nhịp mà nó đánh nó kéo giật lên đây thì về chung và dài hạn thì có thể là chúng ta nhìn thấy vùng này có vẻ nó tạo ra hai đỉnh hai đỉnh ở cái MACD tuy nhiên là chúng ta thấy là cổ phiếu này về <laughs> về mặt kỹ thuật thì đã chạm về vùng hỗ trợ và cái thứ hai nữa là là đã có cũng 6 phiên 246 phiên điều chỉnh rồi nên là dự phóng cũng có một cái nhịp là gì nó kéo bật lên như này sau đó tiếp nó bấy giờ nó điều chỉnh thì nó mới điều chỉnh và khả năng cao nó sẽ xoay quay ở quanh cái vùng này dạng theo mô hình như này đấy các bạn nhé ở trong thời giới và sau đó nó mới tiếp tục tiếp tục nó tăng tiếp và đây là cái điểm này nếu các bạn bắt được cái điểm này thì cũng ok không sao hoặc là các bạn chờ nó test lại cái điểm này các bạn bắt cũng được đó là có hai phương án hết cho các bạn đối với các cổ phiếu nhóm bay acb trong nhóm bay những tương tự về đâu cũng giống như mb cũng như, giống như ctg là các cổ phiếu mà cũng trải qua các cái phiên điều chỉnh rồi và bắt đầu có cân bằng ở vùng này nên là các bạn nếu mà lấy bị thế thì chúng ta lấy một phần nhỏ còn chúng ta sẽ quan sát tiếp thì cũng ok được cái giá vốn tốt đúng không đó. rồi đó là một số cổ phiếu nhóm banh chúng ta chuyển qua các cổ phiếu nhóm P P thì PVT PVT sau phiên kéo thì ba phiên đánh đánh thủ nên cổ phiếu này cũng có thể là giống các cổ phiếu khác trong thời gian vừa qua này phiên kéo thôi nếu mà trong giờ nó đánh này thì nó sẽ trở về cái vùng đáy cũ đây hỗ trợ đánh cũ ở quanh vùng 27 27 các bạn theo dõi cổ phiếu này PVC chưa có điểm vào PVC tính bị khá là ngắn qua hai phiên thôi thì chỗ này hôm nay mới là một phiên đầu chỉnh điều chỉnh đầu tiên của phiếu này thì chúng ta vẫn phải đợi xét nền thì thì mới có cái điểm mới đấy PVS tương tự như vậy không có điểm vào PVD trạng hai trạng thái đều, đều là điều chỉnh hết còn một số các cái cổ phiếu mà trong đoạn vừa qua tăng nóng như VGI thì hầu hết là đã tạo đỉnh ở đây có hai phiên dâu trên rất là dài như này nên nếu có hồi lên là cơ hội để các bạn bán ở vùng này thôi bởi vì cái vùng vùng 60 đối với VGI đối với cổ phiếu này thì cái vùng này là đã đỉnh ngắn hạn rồi nên trong ngắn hạn thì có thể là nó xuất hiện ở phiên kéo ngược lại như này thì à, đây là cơ hội để các bạn ra hàng rất là tốt với cái giá tốt dạ, CTR tương tự như vậy CG phân kỳ đỉnh rồi nên các bạn thấy là CG đây có một đỉnh MACD này nếu có vòng lên thì sẽ tạo ra cái đỉnh hai ví dụ nó vòng lên như này vòng lên như này sau nó xuống này thì đây là cơ hội để các bạn ra hàng thôi chứ không phải là cái điểm mua vào cho chúng ta nữa đối với cổ phiếu như CTR đấy trong cái trường hợp mà nó hồi lên như vậy những cái cổ phiếu mà nhóm Viettel này thì đa phần hao hao giống nhau VTP cũng tương tự để VTP chúng ta thấy trạng thái hao hao CTR nên là trong giờ mà nó bị hình thành cái đỉnh hai nó xuống như này thì có khả năng nó xuống rất là nhanh VTP đây có hai phiên bán cổ lượng rất cao và cái vùng này là cái vùng phân kỳ đấy, vừa phân kỳ nó vừa tạo ra các cái đỉnh thấp hơn đỉnh nó, nó thể hiện là gì nó vào chính thức là vào các xu hướng giảm giá trong ngắn hạn rồi nên là những cái cổ phiếu như này có hồi lên thì là cơ hội để các bạn bán thôi các bạn nhé, hồi lên là cơ hội để các bạn bán thôi VTP đấy, chúng ta quay lại CTR, đây, CTR tương tự như vậy, đây là các đỉnh đầu tiên đối với lại uh, các cổ phiếu nhóm này, nên là có thể này, CTR nó sẽ hình thành các mẫu hình như kiểu VTP chúng ta vừa xem, tức là gì? Tức là nó có thể là cắm tiếp các cái phiên nữa, một vài phiên nữa và với cái biên độ dao động mạnh như vậy, đây uh, các bạn này VTP này, đấy các bạn thấy không ạ ba phiên liền. CTR hôm nay phiên đầu tiên thì có thể là còn một vài phiên nữa trước khi có cái nhịp hồi trở lại. Thì những cái cổ phiếu này đương nhiên nó không còn để mua nhưng mà phân tích này cho các bạn với ai đang nắm giữ hoặc là chúng ta đang còn cổ phiếu thì chúng ta cũng biết hướng. Còn nếu ai muốn mua thì cũng phân tích cho các bạn để các bạn có cái hướng các bạn xử lý trong giờ mà các bạn muốn mua các cái cổ phiếu dạng như thế này. Rồi OK, đó là nhóm một số các cái nhóm cổ phiếu phân tích cho các bạn. Rồi mình xem còn cái nhóm nào nữa nào. banh để mình xem banh còn cổ nào ACB cái thứ vừa phân tích rồi, một số con banh banh tốt thì vừa phân tích cho các bạn rồi VB cũng tương tự như vậy VP banh VB hôm nay cũng bắt đầu được cân cân bằng đấy banh thì cái vùng mà khoảng 19 này các bạn có thể để ý bởi cổ phiếu này là cái cổ phiếu mà trong thời gian qua chưa tăng đấy chúng ta lưu ý là các cổ phiếu mà trong thời gian qua chưa tăng có thể là nó sẽ an toàn hơn ví dụ VB này nó tích lũy thời gian khá là dài từ 31 tháng 3 đến nay đến 19 tháng 4 tức là một tháng hơn một tháng rồi 31 tháng 3 19 tư là 20 ngày hai ngày thì nó vẫn đang tích lũy vùng này tuy nhiên là cái nền biến động về ngắn hạn cổ phiếu này hơi lọc nên nếu các bạn có đánh thì chỉ đánh tới cộng thôi còn thì mình thì mình vẫn ưu tiên cho các bạn các cổ phiếu banh tốt như Techcombank MBB hoặc là CTG đấy ACB vài cổ phiếu này thôi chứ còn những cổ phiếu khác thì mình cũng không để ý lắm có là banh trong cái nhóm này thì nhìn có vẻ tích lũy khá là tích cực nên nhìn chen họ tích lũy khá là tốt các bạn có thể có các điểm mua tích cộng trở lại cái vùng khoảng 18.3 đấy hiện tại giá đang 17.3 thì có thể tích cộng lên 18.3 thì cũng có thể quan tâm được nếu các bạn nào yêu thích cái cổ phiếu nhóm này đấy, có là banh nhé các bạn nhé đây cổ phiếu nhóm banh thì có là banh rồi chúng ta sang các cổ phiếu nhóm khác đầu tư công thì không có gì thép vừa phân tích cho mọi người rồi đúng không một số cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp xem nào khu công nghiệp là lâu rồi đúng không DTD gãy chen rồi thủng thái gãy chen rồi đây cổ phiếu này gãy chen này gãy này thì bỏ thôi các bạn nhé này gãy chen này có thể sẽ xuất hiện một hai phiên hồi trở lại nhưng mà cái trạng thái gãy như này nó còn khả năng nó còn đi tiếp Đấy, VGC cũng thủng rồi VC này là thủng rồi hỏng rồi IDC IDC thì đang có giải bên dưới nó đỡ ở quanh vùng 57 57 nhưng mà nhìn đến trạng thái như này thì IDC thì khả năng cao nó tích lũy vào những vùng này thôi bên trên bên dưới đang bó rất là sát và trong hợp nếu mà nó thủng đáy 57 này thì nó sẽ tiếp tục giống cổ phiếu khác ở trong thời gian tới nên là vùng này nó khá là nhạy cảm thì đối với các cổ phiếu các bạn đang nắm giữ thì có cái nhiều hồi nào chẳng hạn mà hồi lên vùng kháng cự cũ thì chúng ta ưu tiên thì chúng ta thoát bớt hoặc chúng ta giảm tỷ trọng thì chúng ta chờ đợi các cơ mới đúng không? Các, các vòng mới đó, đó là một số cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp gvr thì gần giống vci các bạn thấy là cổ phiếu này cũng chạm hỗ trợ ở bên dưới đây vci này à, mình nhìn. các bạn thấy là chạm bên dưới này. đấy bên dưới hồi lại thì gvr cũng tương tự vậy trong nhóm cao su thì hôm nay có một phiên thì chạm bên dưới hồi lại như vậy chúng ta những cái cổ phiếu như này mà nó thủng đáy thủng đáy tiếp thì chúng ta sẽ phải quản trị rủi ro còn nếu trường hợp mà nó không thủng cái ngưỡng hôm nay hôm nay test lại ngưỡng 31 3 rồi đấy thì không thủng cái ngưỡng này thì các bạn có thể là các bạn theo dõi tiếp để chờ đợi các cái nhịp hồi nếu không thủng thì uh, kỳ vọng uh, trong một cái nhịp hồi nó hồi trở lại như này hồi trở lại thì đây là cái kênh Side đào nhẹ của cổ phiếu nếu mà nó giữ được cái mốc này còn nếu mà thủng cái mốc nó mở ven đi xuống thì các bạn sẽ phải quản trị rủi ro các bạn sẽ phải quản trị rủi ro trong hợp cổ phiếu mà diễn biến theo chiều hướng xấu như vậy ok đó là cổ phiếu về GVR cổ phiếu tiếp theo trong cái nhóm này phr xem là cao su à, cổ phiếu này phr à, r tương tự như vậy cũng hao hàng hỗ trợ đỡ giá quanh vùng 59 các bạn nhé 58.9 gọi 59 Ok đây là một số cổ phiếu phân tích cho các bạn nên các bạn có cái chiến thuật cho mình trong đoạn hiện nay còn về cơ bản là đối với các bạn mà đã bán vãn trong các cái phiên trước ở đầu tháng tư hoặc là cuối tháng ba vừa rồi các bạn thu gọn tài khoản theo các khuyến cáo khuyến nghị của team thì hoàn toàn thì chúng ta thì cầm tiền đoạn này thì chúng ta chờ cơ hội thôi chúng ta không phải vội với dự kiến thời gian này thì nó sẽ tiếp tục uh, tích lũy hoặc là điều chỉnh uh, khoảng thời gian như mình nói ở trong cái phiên trước nó khoảng mất vài tuần đấy và có thể cái trường hợp xấu là nó phải rũ hết margin hoặc là nó phải có trạng thái nào bán uh, côn cool phọc gì đấy thì sau đó nó mới có một cái một cái nhịp mới hoặc là một cái vòng mới uh, đó đó mới là điểm mua của chúng ta Ok, bản tin gửi đến cho các bạn trong phiên ngày 8 tháng 4. Như vậy thì các bạn xem cho mình một like, comment, subscribe cũng như đăng ký kênh để cập nhật các báo cáo sớm nhất trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.